Hôm nay thứ sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024, shop cô gái tính Linh Minh Thuận có đi gửi 14 cái lồng cho 14 anh em cầu thủ của các tỉnh thành phố. Cũng như mọi lần, em sẽ làm clip giới thiệu chất liệu, giá cả của từng loại lục cho anh em tham khảo. Hình thức ship hàng bên em là gửi hàng toàn quốc, nhận hàng, thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện. Tức là anh em đặt hàng cho em xin tên, địa chỉ, số điện thoại em gửi. Từ ngày gửi tới ngày nhận khoảng 3 đến 4 ngày, nhận hàng thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện nha anh em. Cái lục đầu tiên em gửi đến cho anh em đó là lục 700 bao ship như trên màn ảnh nhỏ. Chất liệu là khung inox, nan thép mạ đồng, trụ inox móc sắt, 700 ngàn bao ship như trên màn ảnh nhỏ, tức là gồm có lá, cống đầy đủ như hình, về ta chỉ bỏ chim vào và đi đánh thôi. Kích thước mẫu lồng bên em là đáy 23, lưng 25, cao 29, vừa đủ rộng để nuôi mồi và đi đánh nha anh em. To quá cái lục nó thô lắm. Cái lục thứ hai trên màn ảnh nhỏ là lục 900 ngàn bao ship. Chất liệu khung inox, nan thép mạ đồng, trụ móc ti đồng, 900 bao ship như hình, cầu tử thì 35, đáy thì 23, lưng 25, cao 29. 900 bao ship gồm có lá, cống đầy đủ như hình. Ngoài cái hình này ra, giả sử như cái áo lụt dây đeo là 100 ngàn, em chưa có báo giá trong này nha anh em. Cái lụt thứ ba là lụt inox nguyên cái, trụ móc ti đồng như trên màn ảnh nhỏ là lụt full inox 1 triệu bao ship nha anh em. Gồm có lá, cống như trên màn ảnh nhỏ. Thì anh em mua hàng bên em vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0947 252 874, hoặc Zalo cũng số đó luôn à. Hình thức ship hàng bên em là gửi hàng toàn quốc, nhận hàng thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện. Cái lục thứ tư là lục thép lưỡng kim. Chất liệu là khung inox, nan thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng, 1 triệu 2 bao ship. Mẫu lồng bên em làm hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau khi chỉ khác đôi chút về cái giá cả là do chất liệu của lồng nó khác nhau đôi chút nha anh em. Giả sử như cái lục này là 1 triệu 2 thì cái lục em muốn giới thiệu cho anh em kế tiếp là 1 triệu 3, cũng một chất liệu đó. Đây là cái lục 1 triệu 3 nha anh em, cũng một chất liệu đó. Khung inox, nan thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng, nhưng nó nâng cấp sanh xếp cánh bướm. Tức là sanh xếp cánh bướm là sao? Cái sanh phía dưới cái cầu tử á, thì ta thích thì ta xếp lại, không thích thì ta bung ra sẵn. Đây là em xếp cho anh em xem, khi con bổi nó nhảy vào nó sẽ tự động bung cái sanh ra để nó hứng bổi. Anh em thích thì xếp, không thích thì ta bung ra sẵn, vì đường nào con bổi nó nhảy vào nó sẽ cũng sẽ tự động bung ra. Về cái lục này thì anh em muốn tham khảo kỹ hơn về hình thức sử dụng và cách thức hoạt động thì anh em cứ lên YouTube và gõ vào từ tìm kiếm lục cô gái cánh bướm, cô gái tên Linh Bình Thuận. Rất nhiều cái clip em hướng dẫn sử dụng lục, test lục, bài bản em đã để sẵn trên kênh YouTube của em, hoặc vào Zalo 0947 252 874. Em sẽ chia sẻ cái clip cho anh em tham khảo kỹ hơn. Ngoài ra, bên em còn cung cấp thêm mẫu lồng gáo như trên màn hình nhỏ, 550.000 đồng bao ship. Cầu tử 60 cm tháo rời nha anh em. Chất liệu là khung inox, nan thép lưỡng kim. Cái lồng này là đánh bằng hình thức vịt chê chanh, giống như đàn cò. Đây là cái cầu tử em tháo rời để ra cho anh em tham khảo. Về cái tháo rời này thì anh em nuôi ở nhà nuôi mồi luôn trong đó cũng được, ta chỉ cách cái cầu tử đi đánh thì ta bỏ cái cầu vô thôi. Cảm ơn anh em cầu thủ, anh chị em cộng đồng YouTube đã bỏ chút ít thời gian quý báu để theo dõi cái clip và đăng ký ủng hộ kênh. Chúc anh em cầu thủ, anh chị em cộng đồng YouTube sức khỏe, an lành, hạnh phúc.